Khi bị vô minh che đậy, tâm sẽ bị tham sân si bao phủ. Nếu tinh tấn thực hành, nỗ lực mỗi ngày, chúng ta sẽ tiến bộ, sẽ loại bỏ dần những bất thiện theo thời gian. Đừng lo lắng, hãy tinh tấn thực hành mỗi ngày. Chỉ quan sát một cách khách quan, không đánh giá, không phán xét. Các cảm giác, suy nghĩ thay đổi liên tục, đó là bản chất tự nhiên của tâm. Đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần quan sát. Nỗ lực tập trung quan sát mỗi ngày, chúng ta sẽ cải thiện được chánh niệm, định tâm sẽ phát triển. Càng nỗ lực thực hành thì càng chánh niệm, càng tinh tấn thì càng nhẫn nại hơn. Điều này sẽ tạo hiệu quả trợ duyên phát triển việc hành thiền. Do vậy, tâm từ, sự nhẫn nại sẽ tăng trưởng, sống tốt đời đẹp đạo. Điều quan trọng nhất là ý thức và nhìn vào bên trong mình. Hằng ngày mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý liên tục bị tấn công bởi những thứ bên ngoài, phản ứng thích hoặc ghét với nó. Liên tục từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta bị bủa vây, bị khổ đau bởi phiền não. Cuộc đời bạn bị tâm bất thiện tác động, lôi kéo, dẫn đi. Đừng để tâm bất thiện dẫn bạn đi. Hãy nhìn vào bên trong chính mình, cuộc sống sẽ an lạc hơn. Nhận biết tâm, đọc hiểu chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Thực hành một cách kiên nhẫn mỗi ngày, ở bất kỳ tư thế nào, chỗ nào, ý thức về thân và tâm mình, quan sát nó, chánh niệm trong từng hoạt động, cử chỉ hàng ngày. Càng kiên nhẫn thực hành thiền, tâm sẽ buông dần những bất tịnh, những dính mắc, khổ đau sẽ giảm dần. Sự dính mắc càng mỏng dần, chúng ta sẽ càng hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn.